Lượng khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt đang tăng. Từ khi mở cửa với khách ngoại tỉnh trở lại, lượng người du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng tăng cao. Nhóm khách này chủ yếu tới từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam. Chia sẻ với Dinh, ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết từ khi mở cửa đón khách du lịch trở lại, địa phương đã đón khoảng hơn 3.000 khách. Trong thời gian tới, lượng khách dự kiến có xu hướng tăng thêm từ từ. Nhiều người trong số này đến từ khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài giãn cách. Du khách khu vực này có xu hướng đổ lên Đà Lạt để xả stress. Tuy nhiên, có một vấn đề là nhiều khu du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguyên nhân là nhiều nhân viên chưa hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đốt cháy giai đoạn tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, triển khai tiêm sớm cho ngành du lịch để đủ điều kiện mở cửa, tháo gỡ khó khăn, ông Kiệt cho biết. Theo quy định, để hoạt động, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, người làm việc tại các cơ sở kinh doanh đón du khách, chủ cơ sở và nhân viên phục vụ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Quy định này khiến nhiều cơ sở chưa thể mở cửa. Một số điểm du lịch như cáp treo Đà Lạt hay hầm điêu khắc chỉ dự kiến mở từ tháng 12, trong khi đó, khu du lịch thác Đa Tanh La sẽ mở lại từ ngày 18 tháng 11. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng cho phép đón du khách từ địa bàn cấp 1, cấp 2 và không yêu cầu cách ly, xét nghiệm, chỉ cần khai báo với chính quyền địa phương, tự theo dõi sức khỏe. Các chương trình tour tổ chức với số khách trên 25 người phải được báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xem xét. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!